Phùng ơi, Kim, để Kim có tờ bài thuật này. Mình chẳng biết làm này. Đấy là đang chú kịch bản dành đó. Kim si Phùng ơi, Kim bấm thế đâu thuật này. Mà có nó thấy cái tiền nặng để lai rồi không nghe hết đấy mimi có bảy cái ống ánh kìa như lấy mimi khai à khai mimi ép phải ống ánh thì hết đây sướng hơn nhắc áo có thạch kem viêm thì nổi hơn. Chị đang kinh phèn quay quay cả lần luôn phèn quay lắm đang kinh phèn quay cả lắm kinh phèn các bạn phải nhớ nhân tâm si áo mì nên là rời kinh phèn nhá này này mua này tâm si áo mì mẹ nó con để mà đuổi Yến à. Xăng hết về xăng nấu là hết dĩa đi thì còn mình còn ăn nữa tí lúc nữa dĩa tặng luôn nồi dĩa vơ ba nhất ba nhị ba tam tặng luôn nồi dĩa vơ mà tốn chọt nữa chào 8.000 người đang xem nhá. Quay cái này đó. Quay sang đi. Chân chân. Con thể tao bài bài đi. Không được bốn bài. Anh nhé, bạn gì? Á á cái này còn một cái hai cái ba cái mà
Chào mọi người nhé. Đây là lẩu then không phải lẩu then mới đặt bàn thôi. Đây là bàn then. Chưa làm lẩu đâu. Bắt hơi chắc này lũ. Lần tới kỳ văn hơn lũ. Chào chị Hà nha chị ơi. Không phải lẩu then đâu. Đặt bàn chỗ quốc pháp. Đây. Xem có đẹp không? Ô nghĩa nhận đâu mà kiếm. Không tròn vẹn. Đất bảo ai thế. Đất bàn ai thế trai. Đất bàn thằng Nghĩa, con thứ của thằng Bắc Cạn nhá. Hôm nay cha nhảy sang Bắc Cạn rồi, con chim bay rồi. Đất bàn cháu thứ. Đất bàn cháu thứ thôi. Lại có chậm trở đâu. Anh thì mới để bên em chắc ghét lắm. Thử mới khá luôn. Chúng ta mới để bên dân lại về thay không? Lại dân đá thường cần mà cần về. Cần này cần. Có đá đâu. Mới đá mà. Mày tướng không? Mới là lắm. Mới để bên đưa tôi lên đá lại lòn ra khóc còn. Mà mới mà tặng câu câu ở bay bá. Để bé. Mùi. Thính sau tỏ thính sai cho mày. Sai tỏ thính bài á. Để chỉ ở nhân dư thêm mấy anh đi tổng. Cậu đi bay không? Cậu đi bay không? Cậu mới chắc ốc đông mình. Cậu đông bay thì bay thì tức thiên này không? Cậu ốc đông bay chứ vết thấp nhàn cậu. Ôi, lũ ốc bay hãy người tón cha tăng mà. Tươi tươi sáng, chào mọi người nhá. Hôm nay ở tại Na Lì Bắc Cạn. Xá cái gì à? Học cả. Văn học. Xá văn học. Thôn gì à? Thôn Quản Pheo. Hò Pheo. Cái thôn Hò Pheo. Cháu này họ gì? Cháu họ Triệu. Triệu Văn Nghĩa, vừa làm tàu vừa làm then. Mô xe sập hiệu. Các đấy. Chập. Mày sướng vì vàm nghề. Này, đây là cháu thớ đây. Đây. Chào mọi người nhá. Cắt mấy chá? Sướng người bà tỉnh không cầm ấy. Sướng người bà ấy, ông thì chốt hết đấy nè. Con chúc mừng nem cha. Nem nhanh à, mình mới nem á, nem mắn mới lấn á. Cháu nhé này cả. Con chúc mừng cha thằng cháu nhé. Cái bộ pháp này nè. Phát hào lại. Lúc tôi tặng pháp mà vẫn lại ốc cái lục lây lại. Bà tớ tặng mà tớ mới lục bát tỷ vé. Bát tặng pháp tớ bát mới lục vé. Bát chúng cái mũi tên này nhạy quá vé. Bà tớ mà chậm bát tỷ chúng ngay ạ. Bát này ốc tối ngon mứa. Cái cản thiên học phải bị tối anh mà. Tặng pháp ở này. Này đưa thật để đưa này. Tặng pháp này ở đi mì ổ hùng nè. Tặng pháp tặng pháp chế hà mà mì đơn đồ này thì nè. Tặng pháp cha mà mì tặng pháp cha mà chứng mì ổng nghĩ mà à, mì con á. Ổng nghĩ nhà này bên đầu cha này. Tặng pháp mà, tặng pháp cha mà. Tặng pháp cha mà chứng đẹp mấy đâu. Vấn đề chứng tỏ cái pháp cha hào là pháp nào này. Tặng pháp cha mà chứng mì ổng kha. Chứ mày tặng bát tô mì ổng.
bà này mi tăng mi lại lại nha bạn mi tăng anh ấy bà này thế cha tăng pháp kế luôn sao kê đâu mà xuống ngõ tăng lên đây nhá dễ dán đấy mi thằng chục mình lấn đấy để khô một tí cái này khô anh này cái này khô ngay luôn chị mình ơi tăng lên đã công rằng họ tú về mình bảo là chết mình ăn gì hả tao ăn nọc mà thì các bạn ơi tăng lên đây bây tôi tăng lên đây để vướng đấy quay đi đi đâu tôi nằm cao mà tăng phần cái xiên đi dây điện đi đây บ่ทั้งมันน่ะตังฟับมีออกลูกไชลายบ่ได้เคแม่จ้าตังฟับเกจะออกบันออกไม่ใบงามตุ้มก็ฟับน่ะจะฟับได้แม่จ้าไปตังในออกก็ไม่กินหนูลูกก็ไปตุ้มแมวนี่ตังก็ปูดิเว้ยไปเลยไปเลยทั้งอยู่ลาแม่จ้าตังฟับนะก็ปอฟับมีเดียวนี่กำกำนี่ก็เบียวตังเอาในมาอย่างเงี้ยเบียวไรเบียวเบียวไรไม่มีหลกอ่ะกันเบียวตัวไม่มีหลกบากูอ่ะน่าติ่งฝึกแล้วละหันหนังในกึ่งกะแทบจะทัดหล่อตามเนี่ยมาติ่งเออเอายังจางโกลกสูนักใครไรนี่ก็ยังไม่ได้ยินช่วยเด็กเลยตันแฟดบ้างไงเด็กเลย